cầu nguyện hàng ngày. Chiến dịch cầu nguyện số 13. Lời nguyện để được ơn miễn trừ. Ngày 11 tháng 12 năm 2011, ta lòng trọng hứa ban ơn miễn trừ ngay tức khắc cho những anh chị em mà các con cầu nguyện cho. Nếu các con kêu cầu ta nhân danh Chúa Giêsu Kitô, con yêu dấu của ta để cứu họ. Những ai dành trọn một tháng để đọc kinh nguyện này cầu cho các linh hồn sẽ được ban những ăn sủng đặc biệt. Lạy Cha chúng con ở trên trời, qua tình yêu của con yêu dấu Cha là Chúa Giêsu Kitô, đấng chịu khổ hình thập giá để cứu chúng con khỏi tội lỗi. Xin Cha cứu tất cả những ai vẫn còn khước từ bàn tay thương xót của Cha. Lạy Cha, xin tuôn đổ trên linh hồn họ dấu chỉ tình yêu của Cha. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con này xin Cha lắng nghe lời chúng con cầu nguyện và cứu những linh hồn này khỏi án phạt đời đời. Nhờ lòng thương xót của Cha, xin Cha cho họ là những người đầu tiên được bước vào thời đại bình an mới trên trái đất. Amen. Chiến dịch cầu nguyện số 24. Xin ân toàn xá. Mặc khải ngày 31 tháng 1 năm 2012. Lời nguyện này dành cho những người Công giáo và những người không phải là Công giáo. Nhưng chúng ta cần phải quyết tâm không phạm tội nữa để được tha những tội trong quá khứ. Những người Công giáo vẫn buộc phải xưng tội nếu có linh mục giải tội. Những người Công giáo không được dùng những lời nguyện này để thay thế cho việc xưng tội khi họ có thể xưng tội. Các con phải đọc kinh này trong 7 ngày liên tiếp và sẽ được ban ân toàn xá và quyền năng của Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là ánh sáng thế gian, Chúa là ngọn lửa chạm đến mọi linh hồn. Lòng thương xót và tình yêu của Chúa thật vô bờ. Chúng con không xứng đáng với hy tế Chúa đã thực hiện bằng cái chết của Chúa trên thập giá. Nhưng chúng con biết rằng tình yêu của Chúa dành cho chúng con lớn lao hơn tình yêu của chúng con dành cho Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con ơn khiêm nhường để chúng con xứng đáng được vào vương quốc mới của Chúa. Xin tuôn đổ trên chúng con ơn Chúa Thánh Thần để chúng con vững bước tiến lên và dẫn dắt đạo binh của Chúa rao giảng sự thật về lời chí thánh của Chúa và chuẩn bị anh chị em chúng con cho cuộc quang lâm vinh hiển của Chúa trên trái đất. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con xin hiến dâng bản thân chúng con cho những buồn phiền khổ đau của chúng con như của lễ dâng lên Chúa để cứu các linh hồn. Lạy Chúa Giêsu, chúng con yêu mến Chúa. Xin thương xót hết thảy con cái Chúa ở khắp mọi nơi. Amen. Chiến dịch cầu nguyện số 30. Cầu nguyện với Thiên Chúa Cha để giảm bớt khủng bố, ngăn chặn chiến tranh, nạn đói và việc bách hại tôn giáo. Mặc khải ngày 14 tháng 2 năm 2012. Lạy Cha hằng hữu, đấng tạo thành vũ trụ, nhân danh con rất yêu dấu Cha, con này xin Cha làm cho chúng con yêu mến Cha nhiều hơn. Xin giúp chúng con can đảm, không sợ hãi và vững vàng khi đối mặt với nghịch cảnh. Xin đón nhận mọi hy sinh, đau khổ và thử thách của chúng con như của lễ trước ngay tòa Cha để cứu con cái Cha trên địa cầu này. Xin làm cho những linh hồn tội lỗi ra mềm mại. Xin cho họ hiểu được sự thật về tình yêu của Cha, để họ được đoàn tụ với tất cả con cái Cha nơi địa đàng trên trái đất mà Cha âu yếm dựng nên cho chúng con theo thánh ý Cha. Amen. Chiến dịch cầu nguyện số 33. Cầu nguyện để đón nhận ấn tín của Thiên Chúa hằng sống. Mặc khải ngày 20 tháng 2 năm 2012.
Lạy Thiên Chúa là Cha từ ái, con xin đón nhận ân tín bảo vệ thiêng liêng của Cha với lòng cảm tạ mến yêu. Thiên tính Cha bao bọc hồn xác con đến muôn thuở muôn đời, con xin khiêm cung cúi đầu cảm tạ và dâng lên Cha dấu yêu, tình yêu và lòng trung thành sâu thẳm của con. Con này xin Cha bảo vệ con và những người thân yêu của con bằng ân tín đặc biệt này, và con nguyện dâng trọn đời con để phụng sự Cha luôn mãi. Con yêu mến Cha, lạy Cha yêu dấu, lạy Cha thân yêu. Con xin an ủi Cha trong thời buổi này. Con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thiên tính của con rất yêu dấu Cha, để đền bù tội lỗi của toàn thế giới, và xin ơn cứu rỗi cho hết thảy con cái Cha. Amen. Chiến dịch cầu nguyện số 102. Lời nguyện để duy trì đức tin và niềm tin vào thông điệp Thiên Chúa ban cho nhân loại ngày 21 tháng 3 năm 2013. Lạy Chúa Giêsu, khi con thất vọng xin nâng đỡ con, khi con nghi ngờ xin soi sáng con, khi con đau buồn xin tỏ cho con tình yêu của Chúa, khi con chỉ trích xin giúp con giữ im lặng, khi con công khai phán xét người khác xin khép môi miệng con, khi con thốt ra những lời xúc phạm nhân danh Chúa xin cứu chuộc con và đưa con trở lại trong sự che chở của Chúa, khi con thiếu can đảm xin ban cho con khí giới để chiến đấu và cứu các linh hồn mà Chúa mong muốn, khi con chống lại tình yêu của Chúa xin giúp con đầu phục và phó thác trọn vẹn trong sự chăm sóc yêu thương của Chúa, khi con lang thang lạc lối xin giúp con tìm thấy con đường sự thật, khi con nghi ngờ lời Chúa xin ban cho con câu trả lời, xin giúp con nhận nại yêu thương và ân cần ngay cả đối với những người nguyền rủa Chúa, xin giúp con tha thứ cho những ai xúc phạm đến con và ban cho con ăn sủng để theo Chúa đến tận cùng trái đất. Amen. Chiến dịch cầu nguyện số 104. Xin giải thoát khỏi ách nô lệ của những người đã từ bỏ linh hồn cho Satan. Mặc khải ngày 11 tháng 4 năm 2013. Lạy Chúa Giêsu rất dấu yêu, con xin dâng lên Chúa linh hồn của anh chị em con, những người đã từ bỏ linh hồn cho Satan. Xin Chúa đón nhận họ và cứu chuộc họ trong ánh mắt thiêng liêng của Chúa. Xin giải thoát họ khỏi ách nô lệ của con thú và ban cho họ ơn cứu rỗi đời đời. Amen. Chiến dịch cầu nguyện số 115. Xin ân hoán cải. Mặc khải ngày 18 tháng 7 năm 2013. Lạy Mẹ của ơn cứu rỗi, xin che chở linh hồn con bằng nước mắt cứu rỗi của Mẹ. Xin phá tan những nghi ngờ của con. Xin nâng tâm hồn con lên để con cảm nhận sự hiện diện của con Mẹ. Xin ban cho con bình an và sự an ủi. Xin Mẹ cầu thay nguyện giúp để con thật lòng hoán cải. Xin giúp con đón nhận sự thật và mở rộng tâm hồn con để đón nhận lòng thương xót của con Mẹ là Chúa Giêsu Kitô. Amen. Chiến dịch cầu nguyện số 129. Xin ân huệ của tình yêu. Mặc khải ngày 23 tháng 11 năm 2013. Lạy Chúa, xin đông đầy trong con tình yêu của Chúa. Xin giúp con chia sẻ ân huệ của tình yêu với tất cả những ai cần đến lòng thương xót của Chúa. Xin giúp con yêu Chúa nhiều hơn. Xin giúp con yêu thương những ai cần đến tình yêu của Chúa. Xin giúp con yêu thương những ai thù nghịch Chúa. Xin để cho tình yêu mà Chúa ban cho con được dùng để bảo bọc tâm hồn của những ai mà con gặp gỡ bằng tình yêu mà Chúa truyền ban cho linh hồn con. Xin giúp con chiến thắng mọi sự dữ, hoán cải các linh hồn và đánh bại tên ác quỷ và những tay chân độc ác của hắn, những kẻ tìm cách loại bỏ sự thật trong lời chí thánh của Chúa. Amen. Chiến dịch cầu nguyện số 130.
tuần cầu nguyện xin ơn cứu rỗi Mặc Khải ngày 1 tháng 12 năm 2013. Mẹ Maria nói, các con phải bắt đầu việc cầu nguyện này ngay lập tức và phải tiếp tục đến ngày tận cuối cùng như mẹ truyền cho các con. Các con phải đập chiến dịch cầu nguyện này trọn 7 ngày liên tục trong một tháng. Bắt đầu từ những ngày thứ hai vào buổi sáng, các con phải đọc 3 lần mỗi ngày trong suốt một tuần. Và một trong 7 ngày này các con phải ăn chay. Trong việc ăn chay, các con chỉ ăn một bữa chính trong ngày và hai bữa còn lại các con ăn bánh mì và uống nước. Đây là lời cầu nguyện các con phải đọc từng ngày trong tuần. Lạy mẹ yêu dấu của ơn cứu rỗi, xin ban cho tất cả mọi linh hồn ơn cứu rỗi đời đời nhờ lòng thương xót của Chúa Giêsu Kitô con mẹ. Nhờ sự chuyển cầu của mẹ, con này xin mẹ cầu cho sự giải thoát của tất cả các linh hồn khỏi sự trói buộc của Satan. Xin mẹ cầu cùng con mẹ tỏ lòng thương xót và ban ơn tha thứ cho linh hồn những ai khước từ người, những ai làm tổn thương người bởi sự thờ ơ của họ và những ai chạy theo giáo lý sai lạc và ngẫu tưởng. Thân lạy mẹ, chúng con nài xin mẹ chuyển cầu cho những ân sủng để cởi mở tâm hồn những ai hết sức cần đến ơn trợ giúp của mẹ. Amen. Chiến dịch cầu nguyện số 132. Từ bỏ Satan nhằm bảo vệ sứ vụ cứu rỗi các linh hồn. Mặc Khải ngày 31 tháng 1 năm 2014. Để bảo vệ sứ vụ này, chống lại sự độc ác của Satan, mẹ mời gọi các con hãy bắt đầu đọc lời cầu nguyện này, lời cầu nguyện đầy quyền năng này để từ bỏ Satan. Khi các con đọc chiến dịch cầu nguyện này ít nhất 2 lần một tuần, các con sẽ giúp bảo vệ sứ vụ cứu rỗi các linh hồn và mang theo nhiều linh hồn vào vương quốc của Thiên Chúa. Lạy mẹ của ơn cứu rỗi, xin trợ giúp sứ vụ cứu rỗi các linh hồn. Xin trợ giúp chúng con đạo binh còn sót lại của Chúa từ bỏ Satan. Chúng con này xin mẹ đạp nát đầu con thú bằng gót chân của mẹ và loại bỏ mọi trở ngại trong sứ vụ của chúng con nhằm cứu lấy các linh hồn. Amen. Chiến dịch cầu nguyện số 155. Xin ơn bảo vệ sứ vụ cứu rỗi các linh hồn. Mặc Khải ngày 8 tháng 6 năm 2014. Lạy mẹ của ơn cứu rỗi, lạy mẹ yêu dấu của ơn cứu rỗi, xin lắng nghe lời cầu xin của chúng con để bảo vệ sứ vụ cứu rỗi các linh hồn và bảo vệ con cái Thiên Chúa. Chúng con cầu nguyện cho những người chống lại thánh ý Thiên Chúa trong thời điểm lịch sử rất quan trọng này. Chúng con cầu xin mẹ bảo vệ tất cả những ai đáp lại lời mời gọi của mẹ và lời Chúa để cứu hết thảy mọi người thoát khỏi những kẻ thù của Thiên Chúa. Xin giải thoát linh hồn của những ai mắc lừa sự dối trá của tên ác quỷ và xin cho họ hiểu được sự thật. Lạy mẹ của ơn cứu rỗi, xin trợ giúp chúng con những tội nhân đáng thương để chúng con trở nên xứng đáng đón nhận ơn kiên trì trong lúc chịu đau khổ nhận dành Chúa Giêsu Kitô con yêu dấu của mẹ. Xin mẹ bảo vệ sứ vụ này khỏi mọi nguy hại. Xin bảo vệ con cái của mẹ khỏi sự bách hại. Xin che chở tất cả chúng con bằng áo choàng thánh thiêng của mẹ và ban cho chúng con ơn gìn giữ đức tin trong những lúc chúng con bị chống đối vì nói lên sự thật, để loan truyền lời chí thánh của Thiên Chúa trong những ngày còn lại của chúng con bây giờ và mãi mãi. Amen. Chiến dịch cầu nguyện số 164. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con sự bình an. Xin ban bình an cho đất nước con và tất cả những quốc gia đang bị xao xé bởi chiến tranh và chia rẽ.
xin truyền ban bình an của Chúa vào tâm hồn những kẻ chai đá, những kẻ nhân danh công lý để gây đau khổ cho tha nhân. Xin ban cho tất cả con cái Thiên Chúa những ân sủng để đón nhận bình an của Chúa, để tình yêu và sự hòa thuận được triển nở. Nhờ đó tình yêu dành cho Thiên Chúa sẽ toàn thắng sự dữ, và nhiều linh hồn được cứu khỏi sự hủy hoại của những dối trá độc ác và những tham vọng đen tối. Xin để cho bình an của Chúa làm chủ tâm hồn tất cả những ai tận hiến cuộc đời cho sự thật trong lời chí thánh của Chúa và những ai không hề nhận biết Chúa. Amen. 6 kinh cầu. Kinh cầu số 1. Xin ơn bảo vệ chống lại tiên tri giả. Mặc khải ngày 19 tháng 8 năm 2012. Lạy Chúa Giêsu rất dấu yêu, xin cứu chúng con khỏi sự lừa dối của tiên tri giả. Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Giêsu, xin cứu chúng con khỏi cuộc bách hại. Lạy Chúa Giêsu, xin gìn giữ chúng con khỏi tên phản Kitô. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Lạy Chúa Giêsu, xin che chở chúng con bằng máu châu báu Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con nhìn thấy sự dối trá của tiên tri giả. Lạy Chúa Giêsu, xin hiệp nhất giáo hội của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin bảo vệ các bí tích của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, xin đừng để tiên tri giả chia rẽ giáo hội của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con khước từ những dối trá được bày ra như là sự thật. Lạy Chúa Giêsu, xin ban sức mạnh cho chúng con. Lạy Chúa Giêsu, xin ban niềm hy vọng cho chúng con. Lạy Chúa Giêsu, xin tuôn đổ thần khí Chúa trên linh hồn chúng con. Lạy Chúa Giêsu, xin bảo vệ chúng con khỏi con thú. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con ân phân định để chúng con đi theo đường lối giáo hội chân chính của Chúa bây giờ và mãi mãi. Amen. Kinh cầu số 2. Cầu xin ơn miễn trừ cho chính mình và người thân khỏi sa hỏa ngục. Mặc khải ngày 24 tháng 8 năm 2012. Lạy Cha chí thánh ở trên trời, con yêu mến Cha, con tôn vinh Cha, xin Cha thương xót chúng con, xin Cha tha tội cho chúng con. Con thờ lạy Cha, con chúc tụng Cha, con cảm tạ Cha vì tất cả những ân sủng đặc biệt Cha ban. Con này xin Cha ban ân miễn trừ cho những người yêu dấu của con. Con xin dâng lên Cha lòng trung thành của con đối với Cha luôn mãi. Lạy Cha chí thánh ở trên trời, đấng dựng nên muôn vật, đấng dựng nên vũ trụ, Cha đấng dựng nên muôn vật, đấng dựng nên vũ trụ, đấng dựng nên loài người. Cha là nguồn gốc của tất cả mọi sự. Cha là nguồn tình yêu. Cha là tình yêu. Con yêu mến Cha, con tôn vinh Cha và con phụ phục trước nhan Cha. Con này xin lòng thương xót của Cha cho tất cả những linh hồn không nhận biết Cha, những linh hồn không tôn vinh Cha, những linh hồn từ khước bàn tay thương xót của Cha. Con xin hiến dâng Cha trọn vẹn tâm trí, thân xác và linh hồn, để Cha có thể đem họ vào trong vòng tay Cha, an toàn khỏi mọi sự dữ. Con này xin Cha mở cổng thiên đàng, để cuối cùng tất cả con cái Cha được hiệp nhất trong gia sản Cha đã dựng nên cho tất cả chúng con. Amen. Chiến dịch cầu nguyện số 3. Lời nguyện để bảo vệ lời Chúa. Mặc khải ngày 11 tháng 10 năm 2012. Lạy Chúa Giêsu, xin bảo vệ chúng con khỏi những điều gian dối xúc phạm đến Thiên Chúa. Xin bảo vệ chúng con khỏi Satan và bè lũ của hắn. Xin giúp chúng con yêu Chúa nhiều hơn. Trong trận chiến của mình, xin gìn giữ chúng con. Trong đức tin của mình, xin che chở chúng con. Xin dẫn đưa chúng con đến nơi trú ẩn an toàn của Chúa.
xin giúp chúng con đứng lên bảo vệ thánh ý Chúa. Xin tăng cường lòng quyết tâm của chúng con muốn trở nên môn đệ đích thực của Chúa. Xin ban cho chúng con ơn can đảm. Xin ban lòng trông cậy cho chúng con. Xin dẫn dắt chúng con trên đường sự thật. Xin bảo vệ chúng con chống lại địch thù. Xin tuôn đổ trên chúng con ân sủng được Chúa che chở bảo vệ. Xin giúp chúng con tránh xa trước cám dỗ. Xin đem chúng con đến gần thánh tâm Chúa hơn. Xin giúp chúng con luôn trung thành với Chúa. Amen. Chiến dịch cầu nguyện số 4. Để giảm nhẹ hình phạt của Thiên Chúa Cha. Mặc khải ngày 12 tháng 1 năm 2013. Lạy Thiên Chúa tối cao, chúng con này xin Cha tha thứ tội lỗi của con cái Cha. Chúng con cảm tạ Cha vì tặng ăn là trái đất Cha ban. Chúng con cảm tạ Cha đã ban sự sống cho nhân loại. Chúng con quý trọng ơn sự sống Cha ban. Chúng con gìn giữ ơn sự sống Cha ban. Chúng con cảm tạ Cha đã ban Chúa Giêsu con Cha cho chúng con. Chúng con cảm tạ Cha vì ơn cứu rỗi Cha ban. Chúng con ngợi khen thiên tính của Cha. Chúng con hoàn toàn quy phục trước nhan Cha, để thấy ý Cha được hoàn tất dưới đất cũng như trên trời. Chúng con cảm tạ Cha vì ơn soi sáng lương tâm. Chúng con cảm tạ Cha vì lời hứa sự sống đời đời. Chúng con chào đón địa đàng mới. Chúng con này xin Cha cứu rỗi hết thảy các linh hồn, bao gồm những linh hồn làm Cha đau khổ và những linh hồn xa lìa Cha. Chúng con cảm tạ Cha vì tình yêu thương Cha đã tỏ lộ cho hết thảy con cái Cha. Chúng con cảm tạ Cha vì ơn tiên tri Cha ban. Chúng con cảm tạ Cha vì ơn cầu nguyện Cha ban. Chúng con cầu xin Cha ban hòa bình và ơn cứu rỗi cho chúng con. Amen. Kinh cầu số 5. Cầu cho những người mắc tội trọng. Mặc khải ngày 11 tháng 2 năm 2013. Lạy Chúa Giêsu, xin cứu hết thảy mọi tội nhân khỏi lửa hỏa ngục. Xin tha thứ cho những linh hồn đen tối. Xin giúp họ nhận ra Chúa. Xin nhắc họ ra khỏi bóng tối. Xin mở đôi mắt họ. Xin cởi mở tâm hồn họ. Xin tỏ cho họ sự thật. Xin cứu rỗi họ. Xin giúp họ lắng nghe. Xin giải thoát họ khỏi tính kiêu căng, ham muốn và ghen tị. Xin bảo vệ họ khỏi sự dữ. Xin lắng nghe lời này xin giúp đỡ của họ. Xin giữ gìn họ. Xin lôi kéo họ về phía Chúa. Xin cứu họ khỏi sự lừa dối của Satan. Amen. Kinh cầu số 6. Tặng ăn của những ăn sủng. Mặc khải ngày 8 tháng 1 năm 2014. Lạy Chúa Giêsu rất dấu yêu, đấng cứu độ chúng con. Xin đông đầy trong con tình yêu của Chúa. Xin đông đầy trong con sức mạnh của Chúa. Xin đông đầy trong con sự khôn ngoan của Chúa. Xin đông đầy trong con lòng kiên trì của Chúa. Xin đông đầy trong con lòng khiêm nhường của Chúa. Xin đông đầy trong con lòng can đảm của Chúa. Xin đông đầy trong con tình yêu tặng hiến của Chúa. Amen.